tránh xa cái dầu gội có bảng thành phần có chứa sunfat nhá. Hôm trước có một cô em đưa cho dược sĩ hỏi là cái dầu gội này có phù hợp không. Bình thường ấy, nếu mà bạn tóc bạn là bình thường này, không khô sơ chảy ngọn ấy, thì cái việc mà quan tâm đến thành phần sunfat ấy nó cũng không nhất thiết lắm. Nhưng mà tóc bạn này ấy, đang có cái tình trạng là khô này, da đầu hay kích ứng này, tóc thì dễ chảy ngọn này, thì cái bảng thành phần có sunfat là mình cần tránh xa. Mà đúng là cái cô em đấy đang dùng cái loại dầu gội có sunfat ấy. Vậy thì cùng khám phá với dược sĩ lý do tại sao nhá. Sunfat đó là gì ạ? Đó còn gọi là sodium lauryl sunfat. Và đây là một những cái chất mà tạo bọt phổ biến trong nhiều cái sản phẩm dầu gội trên thị trường. Nhờ cái khả năng là làm sạch mạnh này thì sunfat có thể loại bỏ cái dầu thừa, bụi bẩn và các cái sản phẩm như tạo kiểu từ tóc ấy một cách là hiệu quả trên da của chúng ta. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ ấy, cái sunfat nó không chỉ lấy đi những cái tạp chất mà nó còn lấy mất đi cái lượng dầu tự nhiên cần có, cần thiết để bảo vệ cái tóc và da đầu mình. Điều này dẫn đến một số trường hợp gây ra là tóc khô sơ, mất đi cái lớp dầu tự nhiên, trở nên khô sơ hơn và dễ gãy rụng hơn. Tiếp theo đó là da đầu dễ kích ứng hơn. Da đầu bạn cũng có thể bị khô và kích ứng gây ra cái cảm giác ngứa ngáy, thậm chí là gầu. Tiếp theo nữa là tóc nhuộm dễ phai màu hơn. Nếu mà bạn đang có nhuộm tóc này, cái sunfat có thể làm phai màu nhanh chóng cái tóc nhuộm màu của bạn, khiến bạn phải tốn thêm nhiều chi phí và thời gian để duy trì cái màu tóc của bạn. Vậy thì mục tiêu của bạn tìm được loại dầu gội đầu nhé. Thứ nhất đó là giữ được cái độ ẩm tự nhiên, tóc nó sẽ mềm mại và giữ ẩm tốt hơn. Tiếp theo, cái da đầu của mình sẽ cảm thấy là thoải mái, da đầu không bị khô hay là ngứa nữa, mà vẫn còn cái cảm giác là có dầu ở đấy để giữ được cái sự thoải mái và cái làn da tự nhiên. Tiếp theo nữa là màu tóc bền lâu, cái màu tóc nhuộm của mình giữ được lâu hơn và không bị phai nhanh chóng như trước. Muốn làm được như vậy thì bạn cần tránh xa cái dầu gội có bảng thành phần có chứa sunfat nha. Nếu bạn thấy video hay và hữu ích, hãy theo dõi tiếp theo kênh Dược Sĩ Hoàng và chia sẻ cho bạn bè biết thêm về cái loại dầu gội nhé.